Mình sẽ gánh cả cái video này, hiểu không? Chính xác. Nào, cùng nhau gánh cả video này nhá. Ba chàng lính ngự lâm. And yes, you are not clicking on the wrong channels. Welcome back to Fun Chơi. Xin chào. Mình là Nguyễn Văn Anh, sinh năm 2001. Mình là Phan Đức Hải, sinh năm 2004 và cũng là người bé nhất công ty hiện tính thời điểm hiện tại. Tùng Tít, mình là Nguyễn Cầu Thanh Tùng. Và mình là Nguyễn Quốc Hải. Hoàng Minh Đức. Nguyễn Thị Vân Trang. Mình là Trần Văn Hiệp nha. Tôi tên là Đinh Hà Đăng. Dạ vâng ạ, tôi là bố Hùng ạ, Nguyễn Tú Nam ạ. Tôi là vợ của Nam. VJ and Content Creator tại Phố Ăn Chơi. Mình cũng giống chị Vân Anh, content creator và một VJ tại Phố Ăn Chơi nhá. Editor của Vật Vờ, editor Phố Ăn Chơi, editor Vinh Sô, editor Khôi Ngọc một chút. Full stack. Thế để tao kể nhá, editor Vinh Sô này, editor Vật Vờ Vlog trước khi có Phố Ăn Chơi này, editor Phố Ăn Chơi này, editor Vật Vờ này, editor Khôi Ngọc này, editor Pajo này, editor... Mình là editor mảng TikTok của Vật Vờ Studio và một số kênh khác cũng chụp ở công ty. Đấy là nhiều vị trí đấy, mình thì chỉ là designer của Vật Vờ Studio và làm thêm cả những cái kênh xung quanh hệ thống Vật Vờ nữa. Còn hiện tại mình đang là editor của rất nhiều kênh có chung thuộc hệ thống Vật Vờ Studio. Thợ cắt ảnh, designer tại Vật Vờ Studio. Art director Vật Vờ Studio. Im mồm, nói lại. Art director gạch đạo diễn gạch art director gạch designer Vật Vờ Studio. Leader Vật Vờ Studio. Vỗ tay. Bốn tháng. Ui, rất là ăn ý. Làm ở đây bắt đầu từ tháng 11 năm 2020 cho đến hiện tại. Làm ở đây được 1 năm 1 tháng. 10, 11, 12. 6 tháng, 7 tháng, 7 tháng, 7 tháng. Mình thì giống anh Đức, cũng 7 tháng. 8 tháng. Mình đã làm việc ở đây những ngày đầu, khoảng 7 năm gì đó. Đi từ lúc mà anh Vinh còn đóng khố các thứ đúng không? Đúng rồi, anh là người ngày xưa anh bế anh Vinh trên tay này. Đấm cái vỡ mồm. Chắc là ở đây được gần 2 năm rồi đúng không? Một năm mấy tháng, một năm sáu tháng gì đấy. Còn thằng này thì mình đẻ ra mới đây thôi, nên nó vào sớm thôi. Cũng sớm rồi thì tính ra giờ cũng được khoảng tầm 8 tháng rồi. Điểm tốt của mình là ego thấp, điểm xấu là hay quên. Điểm tốt của mình là lắm tiền nhưng mà được cái là tiêu quá hoang. Tức là điểm tốt là lắm tiền và điểm xấu là tiêu hoang. Ừ, tiêu quá hoang. Điểm tốt là mình có thể hòa đồng rất nhanh với mọi thứ. Và điểm xấu là mình hay bị bộc trực quá, kiểu cảm xúc nó lấn lý trí. Điểm tốt là muốn mọi người đều vui vẻ, hài lòng với những gì mình đem lại. Nhưng mà điểm xấu thì chắc là lâu lâu mình hơi cổ hủ với một số quan điểm của mình. Nó hơi bị giữ lại một phong kiến nên là nó không phù hợp với một số người lắm. Điểm xấu của mình là tính rất hay quên. Nói chung là quên tất cả mọi thứ. Còn điểm tốt thì sẽ là luôn thích giúp đỡ mọi người. Có rất là nhiều điểm tốt các bạn ạ. tôi tin thế nhỉ? Còn một điểm xấu thì mình nghĩ là mình hơi bị lười một tí. Với cả, à không, bộ thường không? Thôi, mình nghĩ là do mình lười, cũng giống như Hiệp. Bản thân mình khá là hoàn hảo. Bên cạnh đấy cái điểm xấu mình ôm quá nhiều việc. Điểm tốt của mình á, khó nhỉ? Mày làm gì có điểm tốt? Cũng đúng. Điểm xấu của mình là mình hay bị quên, mình có trí nhớ không quá tốt. Ban đầu của em kìa. Không phải là quên theo kiểu là quên hẳn một cái gì đó mà nó là kiểu hay quên thôi. Nên đôi khi mình nhớ lại mình phải nốt lại cái việc đấy. Cái điểm tốt của mình thì mình chưa nghĩ là chắc cái gì mình cũng có thể làm được. Tên hồi bé ở nhà là Nhím. Hiện tại mọi người hay gọi là Vanh. Mình thì ngày xưa bố mẹ hay gọi là Cò. Với cái thân hình như này không thể gọi là Cò được rồi. Nên mình đã chọn cho mình một cái tên khác, đó là Jace Fan. Hồi bé thì mình không có cái biệt danh nào cả. Mình chỉ được gọi là Hải từ bé cho đến giờ. Biệt danh thì trên công ty anh em hay gọi mình là Hải Dỡ. Biệt danh hồi bé của mình là Tùng Tít. Đến bây giờ mọi người vẫn gọi mình là Tùng Tít. Còn anh em trên công ty gọi mình là Chốt Tổ. Hình như là ông bà bố mẹ gọi mình là Cò hay sao? Cò Đăng. Biệt danh hiện tại của mình là Đăng 8bit. Bố mẹ mình gọi mình là Nam. Bây giờ thì mọi người gọi mình cũng là Nam, nhưng mà anh này thì anh có nhiều tên mình lắm. Nam chỉ cùn. Nói tí thôi không cùn. Sợ ong. Ta sợ rát nha. Mình sợ cô đơn.
Đây rồi. Mình sợ nhất là dán. Tại vì dán nó từng một lần nó bò lên mặt mình. Sợ anh đăng nhất. Sợ anh cóc. Mình sợ những cái gì mà mình đầu tư cho nó nhưng mà nó lại không có kết quả. Cái thứ hai là mình sợ vợ. Mà anh đấy. Anh có đầu tư cho vợ anh không? Vợ tao là kết quả rồi. Nếu được chọn một người khác giới không thì điện hò thì người đấy là ai? Là em đấy. Chị Bình nhá. Chị Trang. Vân Anh. Mượt đấy. Chị Bình ở cao. Bởi vì trông câu đáng yêu. Với tư cách là một người có vợ, anh từ chối câu hỏi này. Hảo An. iPhone 11 Pro Max. iPhone 14 Pro. iPhone XS 64GB. iPhone 7 Plus. Có 128GB thôi. Và mình mua rất lâu rồi. Thực ra thì mình dùng 7 Plus rất lâu rồi. Từ hồi cấp 3. Nhưng mà sau mình bị mất, sau mình lại mua lại con này. Hiện tại thì mình đang dùng một con Xiaomi. Và nói chung là ở vật vở ấy, thì mình là một trong những thằng gọi là dùng Android kiểu gọi như là gần như duy nhất. Bởi vì ở vật vở tất cả mọi người đều dùng iPhone. Đến nỗi mà mỗi lần mà mình chụp ảnh là mọi người bảo ừ AirDrop đi. Nhưng mà mọi người, khi mọi người nhận ra mình là dùng Android. Làm gì có AirDrop đâu ạ, đúng không ạ? iPhone 14 Pro mượn công ty, còn mình dùng iPhone XS. Mình đang dùng iPhone 13 Pro. Đi làm 8 tháng mua iPhone 13 Pro. Còn mày đi làm 1 năm rưỡi. Nói chung là các bạn, nếu mà các bạn mua máy, các bạn mua của anh Khôi Ngọng nhá. Vì mình dùng Pixel 2 được gần 1 năm rồi, nó vẫn chưa gặp vấn đề gì cả. Mình còn thay cả ốp nữa, đẹp lắm. Các bạn mua của Khôi Ngọng nhá, link ở bên dưới ạ. Mình đang dùng iPhone 11 là máy chính. Mình đang dùng iPhone 6S Plus 5 năm, mẹ cho. Mình ngưỡng mộ bố mình. Mình thì ngưỡng mộ mẹ mình nhá. Mẹ mình. Rất ngưỡng mộ mẹ. Thì đơn giản là mẹ mình thôi. Thực sự là mình rất là ngưỡng mộ trưởng phòng của mình, anh Đinh Hà Đăng, trưởng phòng quản, bây giờ lên quản lý rồi nhỉ. Vừa là quản lý vừa là trưởng phòng editor xong rồi design các kiểu. Thực sự là anh Đăng là người rất giỏi. Anh có thể làm được mọi thứ. Anh edit được, thiết kế được, xong rồi biết nhiều thứ linh tinh nữa. Thật ra thì mình có rất nhiều người mà mình cá nhân mình ngưỡng mộ kể ở trong công ty, nhưng ngoài công ty. Nhưng mà nếu mà để nói một người mình ngưỡng mộ nhất và ông ấy tồn tại bây giờ và chưa chết ấy, thì có thể là đó chính là bố mẹ mình. Khi mà tôi vào đây ấy, là tôi vẫn ấn tượng nhất vẫn là các anh giải mic kinh ngập. Các anh tạo nguồn cảm hứng cho tôi vào đây để tôi làm. Tôi muốn vào đây là tôi học cả quay, cả dựng các thứ nữa cho nó hoàn thiện bản thân. Anh này quay dựng anh chưa làm được cái gì cả. Anh cắt PNG bằng iPhone thì anh học nhiều lắm, được. Sầu riêng nướng. Chị ăn cái gì ấy? Sầu riêng với cả là chả giò nhá. Sầu riêng nướng ăn ngon lắm, ăn kiểu cứ bùi bùi béo béo ấy, ngon cực. Thịt kho tàu. Mình có thể ăn thịt kho tàu trong liền một tháng. Thịt kho tàu. Thật á? Cũng thịt kho tàu. Sống mết. Thôi mình xin trả lời là chè. Mình rất thích ăn chè, thích ăn tất cả các loại chè. Mình ngày nào ăn chè. Takoyaki, món ngon. Đó là bún cá. Mình rất thích ăn bún cá luôn. Món đúng rồi, món đấy ở Hải Phòng nổi tiếng nha. Món ăn sườn xào chua ngọt của mẹ em. Mình nghĩ chắc là bún đậu. Thôi nhiều quá. Thật ra tôi thích ăn phở. Ok. Không, mấy loại kiểu liên quan đến bún, bún nước, nước một chút. À, tôi cũng nước mà anh. Kỷ niệm khó quên chắc là hôm ngủ ở lại công ty với Tôn Tuấn chơi Nintendo Switch. Tôi là có một cái kỷ niệm mà anh Đức edit cho tôi, một cái mà tôi chào mọi người như thế này mà ông ấy ghét cho tôi cái. Đây là nhân viên mới. Hello Maker. Giọng cười như thế này. Còn cái kỷ niệm của mình lớn nhất thì có lẽ là 3 tháng ở với anh em lại công ty đấy. Có nghĩa là 3 tháng đấy toàn bộ thành phố là bị đóng băng do dịch ấy. Thế là tất cả nói chung là có mấy anh em thôi ở lại đây để vẫn có thể điều hành được và chạy được cái kênh vật vờ ấy. Làm video lên cho các bạn xem. Thế xong rồi đấy tao thấy kể là mọi người kiểu mọi người cũng oải lắm đúng không? Oải 3 tháng không được ra ngoài, oải ra. Những kỷ niệm khó quên nhất với mình thì sẽ là những cái hôm mà bọn mình nhậu thâu đêm. Những cái hôm nhậu thâu đêm ở công ty có ấy, không ít đâu. Và những hôm đấy kiểu bình thường sẽ có những anh em mà chúng mình ít nói chuyện với nhau. Nhưng mà sau cái buổi nhậu đấy, sau mọi người nói nhiều vãi. Ôi, kiểu cảm giác ai cho dù bộ làm ở ban khác này, làm vị trí khác này, ít nói chuyện với nhau thì hôm đấy cũng nói rất là nhiều và hiểu nhau nhiều hơn. Kỷ niệm mình xin việc ở đây các bạn. Mình vào đây có một con đường rất là đặc biệt. Đấy là mình xem xếp từ 2015. Xong rồi mình 2018 mình thi The Review mình trượt.
Hôm đấy mình viết các thứ ở nhà đúng không? Xong rồi là gần đây nhất là có cái offline Huawei Super Device ấy. Mình đi với tư cách là khách mời. Và mình mặt dày mình đi lợn la liếm với cả anh Dương, cả anh Khôi, cả sếp. Đấy, thế là mình được vào và đấy, thế là ở buổi offline Huawei thứ hai mình đi với tư cách là ban tổ chức. Thế là anh làm cửa sau à? Nhiều mặt dày. Như các bạn thấy là bạn có thể nhìn thấy cái ảnh này rồi. Nào, trên ảnh. Rất nhiều người đã từng cầm dao cầm kiếm đứng cạnh mình xong rồi giơ mặt mình khi mình ngồi làm việc ở Vật Vờ Studio. Nhưng mà cái người mà cầm dao mà có lẽ tôi sợ nhất cũng như là tôi nể nhất và cũng như là tôi có sức ảnh hưởng ở Vật Vờ đối với tôi nhất thì có lẽ vẫn là cái anh lấy vợ này. Cảm ơn anh. Những bài học khó quên. Mèo nhậu có tẻ không? Loki, Weibo, 1m8, biết nhảy. Loki này, thấp hơn mình một tí này, nấu ăn giỏi này, đảm đang này. Vương yêu chỉ cần cute là được, còn lại không đòi hỏi gì thêm, cute. Nói chung là mình không có một cái gu nào cụ thể cả. Hải à? Cầm. Tao có thể nói gu mày. Cầm. Thực ra thì mình nghĩ là mình không có gu. Do là mình cảm thấy là nếu mà kiểu chơi, gặp nhau xong rồi hợp với nhau thì mình yêu thôi. Chứ mà để bảo cái gu cụ thể thì, thì rất là khó. Mình nói thôi nhưng mà cứ phải cao trắng đẹp trai với cả thân to nhá. Nói thật ra là mình cũng không có gu gì rõ ràng lắm. Nhưng mà mình sẽ chỉ thích một người nào đó mà có thể hợp với tính cách của mình và hiểu cho công việc của mình, thế thôi. Hồi cấp 3 mình đã bỏ bê học hành quá nhiều. Tôi không hoàn thành học hết cấp 3 mọi người ạ. Mày đi du học còn gì? Không, nếu em về Việt Nam mà lấy cái bằng Việt Nam em sẽ bị đút so với đồng trang lứa. Mình rất tiếc là mình không thể trưởng thành đúng lúc. Nhưng mà bây giờ nhìn lại thì chắc là mình muốn quay lại hồi đấy mà mình phá cho mình hồi lớp 10 một trận. Còn một điều mà mình tiếc nuối thì chắc là do cái vết này. Vết này đã làm mình không không đi được cấp 3 và không thi đại học. Và mình đã chuyển sang một hướng khác là đi học nghề. Chắc là biết bay đi, bởi vì mỗi lần tắc đường ấy chỉ cần bay lên xong rồi phi vụt một phát đi, không còn phải mẹ tranh chúc nữa. Mình thích teleport nha mọi người, kiểu dịch chuyển ý. Đúng rồi, ngày trước mình cứ có một suy nghĩ là mình có siêu năng lực, đấy chính là mỗi ngày ngủ dậy mình có 500.000 ở dưới gối. Có một việc nói ra mình thấy rất là hay, đấy là chửi bậy ra tiền. Nhưng mà mình sợ mình chửi bậy nhiều quá thì nó bị lạm phát. Nên mình suy nghĩ là mình chỉ cần phất tay một phát là muốn gì sẽ có ngay, sẽ hay hơn. Vậy trừ vậy mà ra tiền thì cái công ty này chắc chất đầy tiền rồi. Nếu mà anh được chọn một siêu năng lực thì anh nghĩ là tất cả những người ở công ty này cùng với anh như kiểu anh Vinh hay là Tú sẽ chọn siêu năng lực này. Chọn cái này, đó là phân thân. Một bộ não siêu trí nhớ. Với một chiếc thuốc bộ não. Với một chiếc thuốc bộ não thì chúng ta có thể hoàn thành được mọi việc một cách tuyệt vời hơn và sẽ không bao giờ em tưởng ạ. Muốn giảm số đo vòng 1 và tăng chiều cao, muốn cao lên một xíu nữa, tầm 1m5. Tôi thì muốn giảm cái vòng 2, tăng lên 1m9, hiện tại tôi mới có 1m75 thôi. Mình sẽ quay trở lại cái hồi lớp 11 của mình, cái thời hoàng kim gọi là này. Cái hồi đấy mình giảm cân thì mình sẽ giảm được vòng 2, tăng được vòng 1, vòng 3. Và có thể là nó sẽ cao hơn được một chút. Tại vì là mình, hồi đấy mình đu xà nhiều. Một ngày mình đu xà khoảng tầm 200-300 cái. Đây, giảm cái này các bạn. Mình là một người cao 1m8. Nhưng mà mình lại bị một vái là chân ngắn nhưng lưng dài. Nên mình muốn là bây giờ hai đấy hoán đổi với nhau, tức là chân dài ra và lưng ngắn lại. Đúng là ai cũng muốn kiểu mình cao lên. Mình cũng muốn cao lên các bạn ạ. Mình cao có hơn 1m5 thôi, mình cũng muốn cao lên tí. Còn thứ mình muốn giảm đi chính là cái sự dễ thương này. Mình muốn giảm đi một tí ạ. Ngại quá. Ôi, trên cơ thể của anh giờ tất nhiên là anh muốn giảm mỡ rồi. Anh muốn tăng chiều cao. Mày tăng trí nhớ. Trên cơ thể. Và giảm ego. Cũng đúng, cũng đúng. Tăng trí nhớ, giảm ego. Giảm mỡ và tăng chiều cao. Bye bye, hẹn mọi người ở phần 2. Phần 2 mình làm hốt nha mọi người. Ok, bye bye mọi người nha. Bye bye nha, bye bye nha, bye bye nha, bye bye nha. Cảm ơn mọi người đã xem video. Cảm ơn mọi người đã xem video.